Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Jun. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 10 tháng 3 năm 2022. Trong clip buổi sáng nay khi tôi nói về cái khát vọng cống hiến và lẽ sống thanh niên, một cái buổi đối thoại giữa Bí thư Trung ương Đoàn và các đoàn viên thanh niên ở Việt Nam và trên toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 14 giờ ngày 25 tháng 3 là tới. Thì tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các bác và mọi người. Tôi rất chân thành cảm ơn các bác và mọi người. Bởi vì đó là những cái suy nghĩ thật tâm của mình. Đó, chân thành từ trái tim. Các bác ủng hộ kênh thì các bác hãy cho tôi một cái đăng ký và một cái like của video và những cái bình luận góp ý. Có những cái gì chưa phải thì các bác bỏ qua cho tôi. Còn tôi thì vẫn đang trong cái quá trình để mà đi tìm tòi những cái bài viết hay, những tư tưởng, những học giả và có những cái góc nhìn của những cái thứ, nghĩa là của những cái sự việc khác nhau và của những con người khác nhau để mà truyền tải và chia sẻ với các bác theo đúng ba cái tôn chỉ của kênh mình. Cảm ơn các bác. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bác rằng là lần trước tôi đã nói về nếu mà đứng ở vị trí của Putin thì thế nào, vị trí của phương Tây thì thế nào và vị trí của Ukraine thì thế nào. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác một cái bài viết của một học giả Trung Quốc. Học giả Trung Quốc này thì cũng đã nói về cái cuộc xung đột Nga-Ukraine trước khi cuộc chiến này xảy ra. Nghĩa là đã nói từ những cái năm 2021 và họ đã dự đoán được. Và cái việc gì, ai được lợi, ai như thế nào đó, theo cái góc nhìn của người Trung Quốc. Như các bác đã biết, Trung Quốc thì rất gần Việt Nam. Chúng ta muốn làm gì thì chúng ta phải hiểu đối thủ trước đã. Và thậm chí còn phải học hỏi từ những cái đối thủ đó để chúng ta ra được những cái kế sách, những cái phương pháp và những cái cách hành động của mình một cách nó đúng đắn để mà làm gì ạ? Để mà giữ được cái sự độc lập, giữ được cái sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Tôi xin chia sẻ nguyên văn với các bác một cái bài có thể hơi dài, mong các bác bỏ qua cho nhé. Một bài thế này. Trân trọng giới thiệu một cái bài viết phải nói rằng là rất đáng suy ngẫm của một học giả Trung Quốc. Đó. Chiến tranh thì xảy ra rồi, nhưng bài viết này thì từ trước đó, từ cuối năm 2021. Và nếu Nga và Ukraine xảy ra chiến tranh thì tác động đến đất nước chúng ta, tức là Trung Quốc, thì sẽ như thế nào? Đây là góc nhìn của một người Trung Quốc nha các bác. Và bản dịch rõ nghĩa như sau. Đây là bài viết rất dài của một tác giả Trung Quốc đăng vào cuối năm 2021, dự báo cuộc chiến Nga-Ukraine và các vấn đề liên quan như là việc Mỹ dùng con cờ Ukraine để gài Nga và châu Âu. Bản dịch có sự hỗ trợ của Google Dịch Tự Động và một chút tiếng Trung, khả năng có vài sai sót thì xin được bỏ qua. Chữ trong ngoặc vuông thì là chú thích của người dịch. Và có vẻ như trong trận chiến này thì báo cáo với các bác là Nga và châu Âu là bị thiệt hại nhất. Tôi xin trích nguyên văn thế này. Quan điểm chủ đạo cho rằng trong nửa sau của thế kỷ 20, đối thủ lớn nhất của Mỹ là Liên Xô. Nhưng không phải là vậy. Đối thủ lớn nhất của Mỹ thì lại là cộng đồng châu Âu. Xét về khía cạnh kinh tế thì GDP của cộng đồng châu Âu, tiền thân của Liên minh châu Âu thì có thể sánh ngang với Hoa Kỳ và có năm thì còn cao hơn Hoa Kỳ, trong khi tổng GDP của Liên Xô thì chỉ bằng 70% của Hoa Kỳ ở thời kỳ đỉnh cao. Về công nghệ thì cộng đồng châu Âu và Hoa Kỳ thì ngang hàng, ít nhất là cho đến trước của cách mạng Internet. Khi xét về các ngành công nghiệp truyền thống như là ô tô, máy móc, tàu hủy và hóa chất thì cộng đồng châu Âu còn mạnh hơn cả Hoa Kỳ. Ngược lại, Liên Xô thì gần như là vô dụng ngoại trừ nền công nghiệp nặng phát triển. Về phương diện văn hóa thì Tây Âu là nơi khởi nguồn của văn minh nhân loại hiện đại và là đại diện chính thống của văn minh phương Tây, chiếm vị trí cao nhất trong hệ tư tưởng. Đây là điều không thể so sánh với Hoa Kỳ, quốc gia có lịch sử chỉ vài trăm năm. Có thể nói, trên hầu hết các lĩnh vực thì cộng đồng châu Âu là đối thủ xứng tầm của Hoa Kỳ hơn là Liên Xô. Trên thực tế thì trọng tâm của các mối quan hệ quốc tế trong suốt thế kỷ 20 có thể coi là trò chơi giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Cuối cùng,
Hoa Kỳ đã đánh bại Tây Âu và trở thành nước đứng đầu thế giới. Ngay từ trước Thế chiến thứ hai, thế giới lúc bấy giờ thì do Anh và Pháp thống trị. Cả Hội quốc Liên tương, tức là tương đương với Liên Hợp Quốc ngày nay, thì do Anh và Pháp kiểm soát. Mặc dù Hoa Kỳ có sức mạnh kinh tế phát triển, Hoa Kỳ không có quyền phát biểu ngoại giao và sức mạnh quân sự tương đối yếu. Để phá cái thế độc quyền của Anh và Pháp, Mỹ đã hỗ trợ phát xít Đức và cho Đức vay 32,6 tỷ mark, cứu nền kinh tế Đức đang trên đà phá sản. Trong những năm 1930, các công ty vũ khí của Mỹ đã chuyển giao một số lượng lớn công nghệ cho Đức Quốc xã dưới sự ủy quyền của chính phủ, bao gồm cả động cơ máy bay, xe tăng, ô tô, dầu nhớt mới nhất, v.v. dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của vũ khí Đức. Không chỉ vậy, Mỹ còn cung cấp cho Đức các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu chiến lược như là dầu mỏ, kim loại màu, quặng sắt. Thậm chí, cả những tờ rơi tuyên truyền về Đảng Quốc xã cũng do người Mỹ cung cấp. Với sự hỗ trợ này của Hoa Kỳ, thì Đức Quốc xã do Hitler lãnh đạo thì đã vươn lên nhanh chóng và bắt đầu quá trình bành trướng quân sự. Quân đội Đức thì đầu tiên là thôn tính Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan và các nơi khác. Sau đó thì đánh chiếm Pháp và tiến hành một cuộc không kích vào Anh và phong tỏa vùng biển của Anh bằng tàu ngầm, gây tổn thất lớn cho sản xuất của công nghiệp Anh. Mục đích của Mỹ ủng hộ Đức là tấn công Anh và Pháp, chứ không phải là giúp họ thống nhất châu Âu. Nhìn thấy Anh và Pháp thì gần như bị quét sạch, Hoa Kỳ đã nhảy vào cuộc chiến của Anh và Pháp và cung cấp hỗ trợ cho Anh thông qua đạo luật Lend-Lease. Nhưng tiền đề là Vương quốc Anh phải từ bỏ các lợi ích về nước ngoài của mình. Nhiều đảo có tính chiến lược quan trọng và cung cấp miễn phí công nghệ tiên tiến hiện đại cho Hoa Kỳ, chẳng hạn như là radar và công nghệ máy tính. Và viện trợ đó đã phải trả giá. Anh đã nợ Hoa Kỳ một khoản nợ khổng lồ sau chiến tranh. Sau khi chiến tranh Xô Đức bùng nổ, Hoa Kỳ lại hỗ trợ Liên Xô, cung cấp cho Liên Xô nhiều nguyên liệu thô, xe tải, xe tăng, máy bay, v.v. giúp Liên Xô có thể tồn tại trong giai đoạn khó khăn nhất trong những ngày đầu của cuộc chiến. Cuối cùng, với sự hợp tác của Anh, Mỹ và Liên Xô, Đức Quốc xã đã bị đánh bại. Nhưng lúc này, châu Âu đã trở thành một đống đổ nát. Kinh tế Tây Âu thì đã bị kéo lùi 10 năm, còn kinh tế Đông Âu hậu chiến thì hoàn toàn sụp đổ. Mỹ trở thành nước thắng lợi nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai, với một số lượng lớn nhân tài châu Âu đổ về Hoa Kỳ, bao gồm cả Einstein. Và hầu hết các nhà khoa học Đức đã bị Hoa Kỳ cướp đoạt. Thế chiến thứ hai thì Đức lại là trung tâm vật lý của thế giới và Pháp là trung tâm, nghĩa là trước thế chiến thứ hai ấy, thì Đức là trung tâm vật lý của thế giới và Pháp thì là trung tâm toán học của thế giới. Nhưng sau chiến tranh thế giới thứ hai thì cả trung tâm vật lý và toán học thế giới đều được chuyển giao cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng thay thế châu Âu để trở thành công xưởng và thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, và kể đó đã thống trị thế giới. Mặc dù vậy, thì giới tinh hoa Mỹ cũng nhận ra rằng sự suy tàn của châu Âu chỉ là tạm thời, vì suy cho cùng thì châu Âu có sự tích lũy mạnh mẽ về công nghệ và tài năng. Để ngăn chặn châu Âu trỗi dậy trở lại và đe dọa sự độc quyền của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã nghĩ đến Liên Xô như là một người trợ giúp. Có thể nói, Liên Xô là con át chủ bài được Mỹ sử dụng để đối phó với Tây Âu. Trong Thế chiến thứ hai, thì Mỹ đã đánh bại hoàn toàn Đức với sự giúp đỡ của Liên Xô trong thời gian đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ và Liên Xô đã làm tan rã hệ thống thuộc địa toàn cầu của Anh và Pháp. Ví dụ, Anh và Pháp đã từng có lần muốn ngăn chặn Ai Cập để giành lại kênh đào Suez, nhưng đã vấp phải sự ngăn chặn của Liên minh Mỹ-Xô. Ấn Độ, Úc, Châu Phi, Trung Đông và các khu vực khác từng là thuộc địa của Anh và Pháp đã trở thành những nhà cung cấp nguyên liệu thô cho Hoa Kỳ dưới danh nghĩa toàn cầu hóa. Trong giai đoạn giữa và cuối của chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thành công ràng buộc Tây Âu vào cỗ xe của mình bằng cách thiết lập mối đe dọa đến từ Liên Xô, khiến cộng đồng châu Âu phải làm theo lời mình. Lấy cớ chống Liên Xô, Mỹ đã lợi dụng NATO để trở thành hoàng đế của Tây Âu. Như đã nói ở trên, cộng đồng châu Âu không kém Hoa Kỳ về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực khác, và có đủ tư cách để làm đối thủ Hoa Kỳ hơn Liên Xô.
Nhưng cộng đồng châu Âu có một khuyết điểm, đó là vấn đề địa lý và quân sự. Từ góc nhìn địa lý, Tây Âu bằng phẳng, không có chỗ hiểm trở để phòng thủ. Đoàn quân thiết giáp của Liên Xô xuất phát từ Ba Lan và Đông Đức chỉ mất một tháng để quét sạch Tây Âu. Vì vậy, Tây Âu luôn lo lắng về sự xâm lược của Liên Xô vì sợ sẽ bị quân đội Liên Xô hất xuống biển cho cá ăn. Từ góc nhìn quân sự, mặc dù GDP của cộng đồng châu Âu rất cao, nhưng sức mạnh quân sự của nó thì thật sự không bằng được so với Mỹ và Liên Xô. Nguyên nhân cơ bản là trong cộng đồng châu Âu, quốc gia duy nhất có thể đối đầu với Liên Xô thì là Đức. Quốc gia có dân số 80 triệu người và thế mạnh công nghiệp cực kỳ phát triển. Tuy nhiên, Đức lại là nước bại trận trong Thế chiến thứ hai. Quân đội nước này bị hạn chế phát triển, không thể phát triển mạnh mẽ lực lượng không quân hiện đại, cũng như là không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, bị giám sát liên tục bởi quân đội Mỹ đóng tại Đức. Vì vậy, nước Đức có thể coi là con cừu non bị giết thịt. Tuy có nền kinh tế mạnh, nhưng không thể phát triển được một quân đội hùng mạnh. Vương quốc Anh và Pháp thì cũng có những thế mạnh nhất định như cộng đồng châu Âu, nhưng Vương quốc Anh thì lại mong muốn sự hỗn loạn của lục địa châu Âu. Còn Ý và Ba Lan thì gia nhập sau, sức chiến đấu có thể bỏ qua. Do đó, cộng đồng châu Âu thì tương đối yếu về mặt quân sự, nước Đức hùng mạnh thì bị hạn chế, và về cơ bản thì không thể dựa vào các nước như là Pháp và Ý để chống lại Liên Xô. Vì vậy, chỉ cần Liên Xô còn tồn tại, cộng đồng châu Âu về các vấn đề quốc phòng và an ninh không còn cách nào khác là phải dựa vào Hoa Kỳ. Xin làm đàn em của Hoa Kỳ, trên phương diện kinh tế và khoa học kỹ thuật thì Tây Âu cũng chỉ bắt chước theo Hoa Kỳ. Mỹ đóng một số lượng lớn quân ở Tây Âu, trên danh nghĩa là bảo vệ Tây Âu, nhưng thực chất là để thu phí bảo kê. Mỹ có thể tùy ý phạt hàng chục tỷ đô la với các công ty Tây Âu, đồng thời có thể bắt cộng đồng châu Âu chuyển giao công nghệ miễn phí, áp đặt thuế quan đối với cộng đồng châu Âu mỗi khi thiếu tiền. Khi nền kinh tế Mỹ không tốt thì vẫn có thể yêu cầu Tây Âu nâng tỷ giá hối đoái, bao gồm có đồng Mark France. Trường hợp khác thì cũng bị đối xử như thế này là Nhật Bản và cả Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng có thể tùy ý áp đặt thuế quan đối với Nhật Bản, yêu cầu nâng tỷ giá đồng yên và yêu cầu Nhật Bản cung cấp công nghệ miễn phí. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Nhật Bản và Tây Âu là Nhật Bản khuất phục dưới Hoa Kỳ vì Nhật Bản, với tư cách là một nước bại trận, tương đương với một thuộc địa kinh tế của Hoa Kỳ. Tây Âu thì chịu thua Hoa Kỳ vì họ cần Hoa Kỳ đảm bảo điều kiện cái quốc phòng an ninh của mình. Do vậy, sau chiến tranh thế giới thứ hai và trước khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu đã bị trói chặt vào cỗ xe của Hoa Kỳ. Cho dù nền kinh tế phát triển nhưng cũng chỉ có thể đóng vai trò là con bò của Hoa Kỳ. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 thì tình hình đã đảo ngược. Kế thừa Liên Xô là Nga thì có sức mạnh quốc gia yếu, và cộng đồng châu Âu có sẵn sức mạnh để đối đầu với Nga về mặt quân sự mà không có Mỹ. Quan trọng hơn, sau khi Liên Xô tan rã thì cộng đồng châu Âu và Nga thì đã bị chia cắt bởi một số lượng lớn các quốc gia vùng đệm, bao gồm cả Ukraine, Ba Lan, Belarus và ba nước Bắc Âu. Xét cho cùng thì khoảng một tuần là đủ để quân đội châu Âu chuyển ra mặt trận và tổ chức xong cái hệ thống phòng thủ một cách gọn gẽ. Vì vậy, từ những năm 1990, cộng đồng châu Âu đã phát triển ý tưởng là tự cường là vua, và chưa đầy một tháng sau khi Liên Xô tan rã, cộng đồng châu Âu đã thông qua hiệp ước về Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu chính thức ra đời với một chủ tịch hội đồng và nghị viện tương ứng ra đời. Quá trình nhất thể hóa của châu Âu đã tăng một cách rõ rệt. Từ năm 1995, Liên minh châu Âu bắt đầu mở rộng về phía đông và dần dần tiếp thu các nước Đông Âu, bao gồm cả Ba Lan và Litva. Quan trọng hơn, Cục Quản lý Tiền tệ châu Âu được thành lập năm 1994, Ngân hàng Trung ương châu Âu ra đời năm 1998, và đồng euro thì bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1999. Liên minh châu Âu bắt đầu khiêu chiến với Hoa Kỳ trên mặt trận tiền tệ. Với quy mô kinh tế của Liên minh châu Âu, nếu không có những hạn chế
thì đồng euro có thể thay thế đồng đô la Mỹ. Đối với đồng euro thì giống như là một miếng xương cá mắc trong cổ họng. Cần phải hiểu rằng đô la Mỹ chính là công cụ để Mỹ thu hoạch của cải của toàn cầu. Nếu không có đồng đô la, mức thu nhập bình quân đầu người của Hoa Kỳ sẽ giảm mạnh. Để tấn công đồng euro, Hoa Kỳ đã phát động một cuộc chiến tranh Kosovo một mặt để làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng euro. Tiếp theo đó là tiêu diệt Saddam Hussein trước nỗ lực thanh toán xuất khẩu, nghĩa là trước nỗ lực thanh toán xuất khẩu dầu bằng đồng euro. Cắt đứt hoàn toàn khả năng xuất hiện đồng euro dầu mỏ. Tuy nhiên, sau khi đồng euro ra đời, EU thì vẫn xé một phần lớn miếng bánh từ Hoa Kỳ. Trong chiến tranh lạnh, chỉ số đồng đô la Mỹ, tức là USD Index, thường cao hơn ở mức 100 và cao nhất thì ở khoảng 164,7. Nhưng kể từ khi có sự ra đời của đồng euro, thì chỉ số đô la Mỹ về cơ bản dao động trong khoảng từ 80 cho đến 100. Và sự suy giảm này phản ánh cái sự suy giảm và mất giá của đô la Mỹ. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, EU là người được hưởng lợi từ sự sụp đổ của Liên Xô, bởi vì khối này không những không còn phải chịu đựng sự đe dọa của Liên Xô, mà còn không phải nhìn vào bộ mặt của Hoa Kỳ như trước. Trung Quốc cũng là nước được hưởng lợi từ việc Liên Xô tan rã. Sau khi Liên Xô tan rã, sức ép đối với phòng thủ phía Bắc của Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều, không cần phải triển khai tới hàng triệu quân ở biên giới như những năm trước, và có thể rảnh tay để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế. Cuối năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã, thì đầu năm 1992, ông Đặng, tức là Đặng Tiểu Bình, có chuyến đi thị sát phía Nam đã tuyên bố cải cách toàn diện và mở cửa, dẫn đến một làn sóng khuyến khích người dân phát triển kinh tế. Vào đầu thế kỷ 21, với sự nổi lên nhanh chóng của đồng euro, vị thế của đồng đô la thì đã giảm mạnh, từ khoảng 120 vào năm 2022 và năm 2002, thì xuống còn 70 vào năm 2008, mức thấp kỷ lục. Rất nhiều quốc gia nóng lòng lên kế hoạch chuyển đổi đơn vị tiền tệ thanh toán xuất nhập khẩu từ đồng đô la Mỹ sang đồng euro. Tuy nhiên, lúc này Mỹ đã nghĩ ra một cách để đối phó với EU, đó là tái lập cái mối đe dọa từ Nga và con đường cụ thể là mở rộng NATO về phía đông. Thông qua việc mở rộng NATO về phía đông, Hoa Kỳ đã buộc Nga trở thành kẻ thù của Liên minh châu Âu. Rất kinh đúng không các bác? Và sau khi Liên Xô tan rã, các nước Đông Âu thì bao gồm cả Ba Lan, Romania, Litva, Belarus và Ukraine thì đã trở thành vùng đệm tự nhiên giữa Nga và EU. Với vùng đệm này thì Nga và EU có thể cùng hợp tác để phát triển, và Nga có những gì EU cần. Đối với tài nguyên khoáng sản, EU có vốn và công nghệ mà Nga cần. Nếu châu Âu và Nga hợp tác, EU có thể trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Nhưng làm thế nào Hoa Kỳ có thể sẵn sàng hợp tác với cả châu Âu và Nga? Nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga, thì Hoa Kỳ đã dẫn đầu cái quá trình mở rộng về phía đông của NATO, hấp thu Ba Lan, Lithuania và một số quốc gia chống Nga khác, và tiếp tục dồn nén cái không gian chiến lược của Nga. Vào những năm 1990, chính phủ Yeltsin của Nga thì đã từng ảo tưởng về phương Tây để tin rằng họ có thể hợp tác với phương Tây để đôi bên cùng có lợi. Do đó, sự mở rộng về phía đông của NATO thì đã từng được Nga bấm bụng chịu nhục. Tuy nhiên, Nga nhận ra rằng sự nhượng bộ mù quáng của họ chỉ đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Do đó, những người theo chủ nghĩa tự do ở Nga đã mất đi quyền lực của họ, và những người đi theo đường lối cứng rắn mà đại diện là Putin thì trở thành xu hướng chủ đạo. Nga bắt đầu chống trả mạnh mẽ lại phương Tây. Ví dụ, năm 2008, Putin nhân dịp Thế vận hội đã phát động cuộc chiến chống lại Georgia, phá vỡ kế hoạch can thiệp và ca cáp của Mỹ. Hơn nữa, sau khi ông Putin lên nắm quyền, Nga bắt đầu phát triển mạnh mẽ quân đội, đặc biệt là khả năng tấn công hạt nhân, chủ yếu là vũ khí hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân chiến lược, nhằm gây sức ép về phương Tây. Do đó, mối quan hệ giữa Nga và EU cũng tan vỡ, và dư địa cho hợp tác EU-Nga thì cũng bị nén lại rất nhiều. Sau khi Obama nhậm chức, chiến lược xa lánh châu Âu và Nga của Mỹ thì đã khá lỗi thời,
cốt lõi của việc này là sử dụng Ukraine như là một miếng mồi để dụ Nga và EU cắn câu. Và cuối cùng là chia cắt Ukraine để không còn vùng đệm chiến lược giữa châu Âu và Nga. Nhìn vào bản đồ phân bố dân số của châu Âu, của Liên Xô, khu vực Ukraine là vùng có dân cư dày đặc nhất. Trong bản đồ phân bố canh tác ở Liên Xô, Ukraine cũng là vùng màu mỡ nhất. Đối với toàn Liên Xô, khu vực có giá trị kinh tế cao nhất thì không đâu khác chính là Ukraine. Ukraine có đất đai màu mỡ nhất trên trái đất và là một trong ba khu vực phân bố đất đen lớn nhất trên thế giới. Hai khu vực còn lại là Đông Bắc Trung Quốc và sông Mississippi ở Hoa Kỳ. Mặc dù Ukraine chỉ chiếm 3% diện tích của Liên Xô, nhưng sản lượng ngũ cốc của nước này lại chiếm hơn 1/3 của Liên Xô và trong một số trường hợp thậm chí là 40%. Liên Xô với Ukraine có thể nuôi sống 300 triệu người và Nga không có Ukraine thì chỉ có thể nuôi 150 triệu người. Ukraine cũng có một số đường bờ biển và cửa sông tốt nhất ở Liên Xô. Liên Xô có 4 vùng biển lớn, Bắc Băng Dương, Biển Baltic, Bắc Thái Bình Dương và Biển Đen. Tương ứng với 4 hạm đội là hạm đội phương Bắc, hạm đội Biển Baltic, hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội Biển Đen. Liên Xô có đường bờ biển rất dài, nhưng hầu hết là các vùng biển ở vĩ độ cao và bị đóng băng quanh năm. Chỉ có Biển Đen là một hải cảng không bị đóng băng thực sự. Phần lớn đường bờ biển của Liên Xô ở khu vực Biển Đen thì đều tập trung ở Ukraine. Đây có thể nói là khu vực duy nhất thích hợp cho sự phát triển của nền văn minh thương mại hiện đại ở Liên Xô. Chính vì điều này mà Liên Xô đã đặt cơ sở công nghiệp quan trọng nhất ở Ukraine. Trong khi đó, trong đó có công nghiệp quân sự, đặc biệt là xưởng đóng tàu sân bay. Chỉ khi Liên Xô có Ukraine thì nước này mới được coi là có lối thoát ra Địa Trung Hải và có cơ hội hội nhập vào chuỗi công nghiệp toàn cầu. Và Ukraine cũng là một trong những cái nôi của nền văn minh của Nga. Công quốc Kievan Rus ở Ukraine là một quốc gia đầu tiên do người Nga sáng lập. Do đó, Ukraine đối với Nga tương đương với 3 tỉnh Đông Bắc, nền tảng lương thực cộng với Giang Tô hay là Chiết Giang và Thượng Hải là trung tâm kinh tế. Trường An Lạc Dương là cội nguồn của nền văn minh đối với Trung Quốc. Nước Nga mất đi Ukraine thì sẽ không có cơ hội trở thành siêu cường thế giới. Thật khó tưởng tượng một Hoa Kỳ mất đi thung lũng sông Mississippi hoặc Trung Quốc mất đi Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Sức mạnh quốc gia sẽ suy giảm đến mức độ như thế nào? Sự tan rã của Liên Xô thì gây thiệt hại lớn nhất cho Nga thì không phải là việc mất đi 5 nước Trung Á và Cơ Bản và Caucasus. Dù trên thực tế, trong thời kỳ của Nga còn hùng mạnh, việc kiểm soát Trung Á và Caucasus đã giúp Nga kiểm soát Nam Á và Trung Đông, và sau đó là thống trị toàn bộ lục địa Á-Âu. Nhưng đối với Nga trong thời kỳ suy thoái, những khu vực này đã trở thành gánh nặng. Do tỷ lệ nghèo đói cao ở Trung Á và Caucasus, hàng năm Nga phải chi một lượng lớn các khoản thanh toán chuyển khoản tài chính, thực chất là tương đương với việc hút máu Nga. Và hầu hết các cư dân ở những khu vực này thì đều là người Hồi giáo. Tỷ lệ sinh thì cao hơn rất nhiều so với người Nga. Nếu Liên Xô không tan rã, thì sớm muộn gì Liên Xô cũng trở thành một quốc gia Hồi giáo. Vì vậy, người Nga rất sẵn sàng chủ động cắt đứt với 5 nước Trung Á và Caucasus, nhưng người Nga thì lại rất ngại Ukraine, Belarus và các nước Bắc Âu. Những nơi này vừa có giá trị kinh tế mạnh, vừa có vị trí chiến lược cao. Vậy tại sao Nga không lấy lại những khu vực này sau khi Liên Xô tan rã? Lý do rất cơ bản là các nước nhỏ ở Đông Âu này. Lý do cơ bản là các nước nhỏ ở Đông Âu này là vùng đệm cho Nga và EU. Trước khi Liên Xô tan rã, Anh và Mỹ đã hứa với Gorbachev và Yeltsin là NATO sẽ không bao giờ mở rộng về phía Đông và sẽ để lại đủ không gian cho sự tồn tại chiến lược của Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga cũng xua tan cái ý tưởng xâm lược Ukraine, Belarus và ba nước Bắc Âu như là một cách thể hiện thiện chí đối với phương Tây, mong muốn tái hòa nhập vào gia đình phương Tây và nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ Liên minh châu Âu. Từ xa xưa, nếu hai cường quốc muốn duy trì mối quan hệ hài hòa, thì họ
thì họ phải có một vùng đệm chiến lược. Trong chiến tranh lạnh, Liên Xô kiểm soát Mông Cổ và quân đội Liên Xô có thể tới Bắc Kinh trong vòng một tuần. Vì vậy, việc quan hệ Xô-Trung tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi Liên Xô tan rã, quân đội Liên Xô rút khỏi Mông Cổ và Mông Cổ trở thành quốc gia đệm giữa Trung Quốc và Nga. Để Trung Quốc và Nga có thể phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trong mọi thời tiết. Nếu Mông Cổ bị Nga tái chiếm, thì Nga sẽ lại trở thành mối đe dọa lớn nhất của Trung Quốc. Và quan hệ Trung-Nga có thể nhanh chóng tan vỡ. Tương tự, Nga cũng lo lắng rằng nếu Trung Quốc giành lại được Mông Cổ, thì nước này sẽ có khả năng lớn là cắt đứt cái đường sắt xuyên Siberia và sau đó là thôn tính cái vùng viễn đông của Nga. Vì vậy, đối với Trung Quốc và Nga, một nước Mông Cổ độc lập không ngả về bên nào là điều kiện cần thiết để hai nước duy trì cái tình hữu nghị. Mông Cổ thì là vùng đệm chiến lược giữa Trung Quốc và Nga. Tương tự, Nepal thì là vùng đệm chiến lược giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Việc gửi quân từ cao nguyên Thăng Tạ có thể trực tiếp gây ra mối đe dọa cho đồng bằng sông Hồng của Ấn Độ và pháo tên lửa tầm xa từ cao nguyên Thăng Tạ có thể tấn công New Delhi. Do phần lớn dân số của Ấn Độ tập trung ở đồng bằng sông Hằng ở phía bắc của đất nước, nên Ấn Độ luôn hy vọng thì sẽ chiếm được phần đất của cao nguyên Thanh Tạng để chống lại lợi ích địa lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ Trung Ấn mặt ngoài thì vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái hòa bình, vì lý do quan trọng chính là nhờ các quốc gia vùng đệm chiến lược như là Nepal hay Bhutan. Sự tồn tại của Nepal thì đã làm giảm đáng kể cái số vùng giáp biên giữa Trung Quốc và Ấn Độ, và các khu vực chạm trán giữa hai nước đã bị rút lại thì chỉ trong các vùng Ayatsin, Donham và miền Nam Tây Tạng. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày Nepal bỏ phiếu gia nhập Trung Quốc thì Ấn Độ sẽ nhanh chóng từ bỏ chính sách không liên kết và hợp lực với Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc, mặc dù xu hướng này đã và đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Việc thiếu các nước đệm là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến xung đột của Trung Mỹ khó tránh khỏi. Nhìn bề ngoài thì Trung Quốc và Mỹ cách nhau bởi Thái Bình Dương, nhưng trên thực tế thì Mỹ đóng quân ở Nhật Bản và Hàn Quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đây làm căn cứ để phát động chiến tranh và chống lại đất nước chúng ta. Trước đây, Mỹ còn đóng quân ở Đài Loan, tức là máy bay Mỹ có thể tùy ý ném bom vào bờ biển đông nam của nước ta. Vì vậy, tiền đề thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ là Mỹ rút quân khỏi Đài Loan. Trong tương lai, thì Trung Quốc và Mỹ sẽ khó chung sống hòa bình cho đến khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Đông Á, ít nhất là rút quân Mỹ đóng ở Nhật và quân Mỹ đóng ở Hàn Quốc. Là hai quốc gia mạnh nhất lục địa Á-Âu, Nga và Liên minh châu Âu cần có một không gian đệm chiến lược nhất định. Không gian đệm này là các nước Đông Âu, bao gồm có Ukraine, Belarus, Estonia, Latvia và Lithuania. Chỉ khi có nước đệm thì châu Âu và Nga mới có cơ hội chung sống hòa bình và cùng phát triển kinh tế. Ukraine, Belarus và các nước Bắc Âu là các nước đệm giữa Nga và EU. Trong EU, Đức muốn hợp tác nhất là với Nga. Một mặt Đức có vốn, một mặt thì Đức có vốn và công nghệ mà Nga cần. Nga thì có tài nguyên khoáng sản mà Đức cần. Hai bên bổ sung cho nhau về kinh tế. Mặt khác, Đức là một nước bại trận trong Thế chiến thứ hai, bị hạn chế về mặt chính trị và quân sự, và thuộc về một nước có nền kinh tế mạnh và chính trị yếu. Ngược lại, Nga là một trong năm nước thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc và có một sức mạnh quân sự vô cùng mạnh mẽ, thuộc một quốc gia có nền chính trị mạnh và nền kinh tế yếu, ngược lại với Đức. Vì vậy, dư địa cho sự hợp tác Đức-Nga còn rất nhiều. Nếu Đức và Nga hợp sức một ngày nào đó thì sẽ có một liên minh với nền kinh tế và quân sự phát triển. Sẽ không có áp lực nào cho việc bá chủ thế giới. Giới hạn trên thì cao hơn rất nhiều so với EU do Đức Pháp hợp tác chi phối. Trong lịch sử, Phổ Đức thường liên quân với Nga. Ví dụ, vào cuối chiến tranh 7 năm, Phổ và Nga đã hợp lực chống lại Áo trong chiến tranh Napoleon. Phổ và Nga thì đã hợp sức chống lại Pháp. Và trước chiến tranh thế giới thứ hai, Đức và Liên Xô thì đã hợp lực để chia cắt Ba Lan. Nói chung, chỉ cần Đức và Nga hợp lực thì về cơ bản là có thể quét sạch cả châu Âu. Thái độ của Pháp đối với Nga thì ngày càng dao động hơn. Một mặt,
Pháp là nước có nền công nghiệp nhẹ và tài chính dịch vụ rất phát triển. Đây là thứ mà Nga cần, nên Pháp và Nga có nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc. Pháp cũng có hy vọng để có thể dựa vào Nga để chế ngự Đức. Cuối những năm 1980, Pháp đã từng cố gắng đoàn kết Liên Xô để ngăn cản Đức thống nhất. Một nước Nga hùng mạnh vừa phải có thể ngăn chặn sự xâm nhập của Đức vào Đông Âu. Mặt khác, Pháp không muốn Đức và Nga tiếp cận, chứ đừng nói đến việc Nga gia nhập EU. Xét cho cùng, sức mạnh kinh tế của Pháp thì yếu hơn nhiều so với Đức. Và ảnh hưởng của Pháp trong EU thì được hỗ trợ nhiều hơn bởi vũ khí hạt nhân và vị thế của năm siêu cường Liên minh Hợp Quốc, của năm siêu cường Liên Hợp Quốc. Đức sẽ không còn cần đến sự bảo vệ quân sự của Pháp sau khi Nga gia nhập EU. Điều này sẽ dẫn đến việc trục Đức-Nga thay thế cho cái trục Đức-Pháp. Nhưng nhìn chung thì EU do Đức và Pháp đứng đầu thì vẫn hy vọng duy trì hợp tác kinh tế chặt chẽ với Nga. Nếu NATO không mở rộng về phía Đông, châu Âu và Nga ít nhất có thể duy trì trao đổi kinh tế và thương mại chặt chẽ, và hội nhập kinh tế châu Âu một ngày nào đó có thể đưa Nga đi cùng. Tất nhiên, Mỹ không muốn chứng kiến sự việc như việc. Tất nhiên, Mỹ không muốn chứng kiến sự việc như vậy xảy ra, nên buộc phải thúc đẩy sự mở rộng về phía đông của NATO, bất chấp sự phản đối của Liên minh châu Âu. Đặc biệt là sau khi NATO tiếp thu 3 nước Bắc Âu vào năm 2004, mối quan hệ giữa châu Âu và Nga thì rơi vào ngưỡng đóng băng. Nhưng Putin và Merkel thì đều là những chiến lược gia có tầm nhìn xa. Sau một chuỗi các cuộc thảo luận, chính quyền Đức và Nga đã đi đến một sự đồng thuận. EU sẽ không triển khai quân ở 3 nước Bắc Âu, còn Nga thì cũng giảm quân số đóng tại Kaliningrad để cùng nhau thoát khỏi gông cùm của Mỹ. Cả Đức và Pháp thì đều tăng cường hợp tác với Nga, đồng thời tiếp tục chấn áp những quan điểm chống Nga trong EU, chủ yếu nhằm vào Ba Lan, Anh. Do đó, Mỹ đã lên ý tưởng về Ukraine và sử dụng nó để tạo đòn bẩy trong mối quan hệ giữa châu Âu và Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine trở thành nước đệm giữa EU và Nga. Chính vì vậy, Ukraine không thể hòa nhập vào hệ thống kinh tế của EU, cũng như không thể tham gia đầy đủ vào chu kỳ kinh tế của Liên Xô như trước đây. Nền kinh tế của Ukraine sẽ tiếp tục sụt giảm và thu nhập quốc dân giảm mạnh, tích tụ nhiều bất bình trong xã hội. Mỹ đã tận dụng cơ hội này để khơi dậy quan điểm trong dư luận Ukraine. Ukraine suy tàn là do Nga, và chỉ cần Ukraine rời bỏ Nga và gia nhập Liên minh châu Âu, nước này có thể trở thành một nước phát triển. Do đó, ngày càng nhiều người Ukraine kêu gọi gia nhập Liên minh châu Âu và cắt đứt quan hệ với Nga. Đặc biệt, vào cuối năm 2013, khi khủng hoảng kinh tế nổ ra ở Ukraine, nguồn thu của chính phủ giảm mạnh, thậm chí không trả nổi lương của công chức, phương Tây đã nhân cơ hội này để sử dụng 16 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế như là một con bài mặc cả để yêu cầu Ukraine vạch ra một đường lối rõ ràng với Nga. Và các cuộc biểu tình chống Nga thì đã nổ ra ở Kiev. Vào đầu năm 2014, Tổng thống thân Nga Yanukovych của Ukraine thì đã bị Quốc hội lật đổ, và Poroshenko thuộc phe thân phương Tây thì đã được bầu lên làm tổng thống mới. Theo quan điểm của Nga, có 3 chiến lược là thượng, trung và hạ đẳng về vấn đề Ukraine. Một là hỗ trợ một chính phủ Ukraine thân Nga để Ukraine thực sự hoạt động như là một quốc gia vùng đệm giữa châu Âu và Nga, đồng thời cung cấp thực phẩm và hàng hải cho Nga. Bằng cách này, Nga không chỉ có thể khai thác các lợi ích kinh tế từ Ukraine, mà còn có thể hợp tác với EU để đôi bên cùng có lợi. 2. Là xâm lược Ukraine, sát nhập Crimea và miền đông Ukraine, tiếp cận Biển Đen và các khu vực đất canh tác chất lượng cao, cho phép Nga tái hiện vinh quang của Liên Xô, và tất nhiên là cái giá phải trả là Nga-EU chắc chắn sẽ quay lưng lại với nhau, và vì không có cái nước đệm này. Đó. Và 3 là để Ukraine gia nhập NATO, thì bằng cách này Nga và EU vẫn sẽ quay lưng lại với nhau vì không có trạng thái đệm, và sức ép lên tuyến phòng thủ của Nga thì sẽ gia tăng. Trước đây chỉ cần bảo vệ biên giới phía Bắc, nhưng bây giờ biên giới phía Nam thì cũng cần triển khai binh lực hạng nặng.
Theo đó, thì Nga rất hy vọng Ukraine có thể duy trì hiện trạng. Nhưng vấn đề Ukraine đầu năm 2014 thì đã quyết tâm đầu quân cho phương Tây. Nếu Nga không chủ động thủ, không động thủ thì chắc chắn NATO sẽ có đợt bành trướng về phía đông một lần nữa, tức là lần thứ ba. Từ đó, các mỏ dầu ở Moscow và Caucasus của Nga đã lâm vào trạng thái đứng trước lưỡi lê của quân đội NATO. Mặt khác, nếu để mất Ukraine thì Belarus có thể bị NATO chiếm đoạt không sớm thì muộn, và không gian sống chiến lược của Nga sẽ bị nén lại rất nhiều. Vì vậy, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưỡng chiếm lại Crimea. Mặc dù Nga thường thực hiện rất nhiều vụ cướp trong lịch sử của mình, nhưng Nga thực sự không còn lựa chọn nào khác khi đến lượt Crimea. Nhưng các bên thất bại lớn nhất trong cuộc khủng hoảng Crimea khả năng là Ukraine và Liên minh châu Âu. Việc mở rộng và việc lãnh thổ Ukraine bị chia cắt là không cần phải bàn. EU mất vất đi cái vùng đệm với Nga, buộc phải đối đầu với Nga và cuối cùng bị trói tay vào cỗ xe của Mỹ. Điều này giống như nếu một ngày nào đó Mỹ xúi giục Mông Cổ gia nhập Nga, thì đối với Nga điều này chẳng đem lại lợi ích gì, vì nó sẽ dẫn tới những cái rạn nứt quan hệ Trung Nga và khiến Nga mất đi một người trợ giúp đắc lực. Hoặc nếu một ngày nào đó Hoa Kỳ xúi giục Nepal gia nhập Trung Quốc, thì đây có thể là một cái bẫy, bởi vì nó sẽ dẫn đến không còn chỗ cho sự thư giãn giữa Trung Quốc và Ấn Độ, và lựa chọn duy nhất của Ấn Độ là hợp lực với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc. Trên thực tế, Nga chỉ là một con bài Hoa Kỳ dùng để chấn áp Liên minh châu Âu. Mâu thuẫn giữa châu Âu và Hoa Kỳ không kém gì mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Nga. Trò chơi chiến lược giữa châu Âu và Hoa Kỳ cũng có thể được phản ánh trong những thay đổi trong tỷ giá hối đoái của đồng euro. Tỷ giá hối đoái của đồng euro có quan hệ rất lớn với địa chính trị. Trong 20 năm qua, xu hướng tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đồng đô la thì chủ yếu là có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là từ năm 2001 đến giữa năm 2008. Trong giai đoạn này, Hoa Kỳ lần lượt phát động cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, khiến chi tiêu quân sự tăng lên đáng kể và nợ nần chồng chất. Liên minh châu Âu đã nhân cơ hội này để đẩy nhanh tiến độ hợp tác với Nga, và Nga cũng đang chuẩn bị chuyển sang đồng euro để giải quyết vấn đề dầu mỏ. Cả hai nền kinh tế châu Âu và Nga thì đều duy trì tăng trưởng mạnh. Do đó, đồng euro tăng giá mạnh trong thời gian này và tỷ giá hối đoái của đồng euro so với đồng đô la thì đã tăng lên là 1,6. Giai đoạn thứ hai là từ năm 2008 cho đến đầu năm 2014. Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, nền kinh tế châu Âu bị kéo đi xuống và sau đó là nổ ra cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu. Vì vậy, tỷ giá đồng euro thì đã giảm nhẹ xuống mức là 1,4, nhưng các nền tảng kinh tế cơ bản thì vẫn mạnh hơn của Hoa Kỳ. Và giai đoạn thứ ba là từ giữa năm 2014 cho tới nay, sau khi cuộc khủng hoảng Crimea bùng nổ, mối quan hệ giữa châu Âu và Nga thì đã suy thoái mạnh. Hầu hết hợp tác kinh tế và thương mại bị đình chỉ, EU phải tăng cái sự phụ thuộc quân sự của Hoa Kỳ. Các nhượng bộ chính trị chồng chất các gói QE, tức là nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương châu Âu, tỷ giá hối đoái đồng euro giảm mạnh từ 1,4 xuống còn 1,0. Vì vậy, trong cuộc khủng hoảng Crimea, Mỹ là bên thắng lợi nhất, đã phá bỏ thành công mối quan hệ hợp tác giữa châu Âu và Nga, buộc EU phải gia tăng cái sự phụ thuộc quân sự vào Mỹ, đồng thời làm suy yếu hai đối thủ lớn nhất là EU và Nga. Nga chịu một tổn thất không hề nhỏ, tuy lấy được Crimea nhưng đã mất hoàn toàn Ukraine và dư địa hợp tác với EU. Bên thiệt hại thực sự là EU, không thu được lợi ích đáng kể nào và buộc phải đình chỉ các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại với Nga. Không chỉ vậy, EU một lần nữa trở thành tuyến đầu của cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga. Đổ máu của chính mình để cho người khác kiếm tiền, đây là lý do tại sao bà Merkel sau đó đã tàn nhẫn mắng Hoa Kỳ một cái câu, đó chính là đầy dối trá và không trung thực. Trong thời Tam Quốc, Tào Ngụy đã tận dụng thành công miếng mỡ Kinh Châu để phá vỡ liên minh Tôn Lưu, khiến cho hai phe đấu nhau, mượn tay Tôn Quyền diệt kình địch Quan Vũ và giành được khoảng nghỉ xả hơi chiến lược cho bản thân. Giờ đây,
Mỹ đã chiến thắng bản chất của vấn đề này khi sử dụng Ukraine để làm tan rã thành công mối quan hệ giữa châu Âu và Nga, đồng thời mượn con dao của Nga để biến EU trở thành một đứa em nhỏ của mình. Loại mưu kế phân chia ly gián, mượn dao giết người, có thể nói mưu kế này thật là đỉnh cao. Sau cuộc khủng hoảng Crimea nổ ra, Nga đã thiếu may mắn một chút. Nga hoàn toàn có khả năng thôn tính Ukraine. Nếu xảy ra thì Mỹ có thể sẽ không can thiệp quân sự. Qua lắm thì làm như Anh, Pháp khi đã ngồi không trước việc Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan. Lý do Anh và Pháp ngồi không như vậy trong Thế chiến thứ hai là để nhử cho Đức gây chiến với Liên Xô. Do đó, việc Đức xâm lược Ba Lan là phù hợp với ý đồ thực sự của Anh và Pháp. Đối với Mỹ hiện nay cũng vậy. Nếu Nga thực sự sáp nhập Ukraine thì tình trạng đệm giữa châu Âu và Nga sẽ hoàn toàn không còn. Quan hệ giữa châu Âu và Nga sẽ trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh và hai bên sẽ hoàn toàn chống lại nhau. Sức mạnh quân sự yếu ớt của châu Âu sẽ buộc họ một lần nữa xin làm em của Mỹ. Và kết quả sự sụp đổ của hệ thống đồng euro, thậm chí là sự tan rã của Liên minh châu Âu với toàn bộ Tây Âu trở lại thành một con bò kinh tế của Hoa Kỳ. Do đó, từ quan điểm này, Mỹ đang mong muốn Nga thực sự thôn tính Ukraine. Nhưng người Ukraine thì vẫn ngây thơ để chờ đợi cái sự giải cứu của Mỹ. Quá ngây thơ luôn. Nhưng dù sao thì Putin vẫn là một nhà lãnh đạo lý trí và điềm tĩnh. Sau khi đánh giá chính xác tình hình, Putin cho rằng việc sáp nhập Ukraine không nằm trong lợi ích hiện tại của Nga. Vì vậy, thái độ của Nga đối với Ukraine là hai từ tầm thực, tầm ăn dâu hay tầm thực là một sách lược chính trị thường được dán nhãn cho chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc liên quan đến các biện pháp và hành động xâm lấn dài hạn đối với lãnh thổ và lãnh hải các nước láng giềng. Khu vực phía đông của Ukraine thì đã bị Nga cai trị trong một thời gian dài trong lịch sử, nên hầu hết các cư dân thì đều nói tiếng Nga và tin theo chính thống giáo. Khu vực phía Tây thì chịu ảnh hưởng của Ba Lan trong một thời gian dài trong lịch sử. Vì vậy, hầu hết các cư dân nói tiếng Ukraine và tin vào công giáo. Sự chia rẽ văn hóa này thì dẫn đến phe thân Nga ở phía Đông và phe thân châu Âu thì ở phía Tây. Đối với Nga, chiến lược tốt nhất sau cuộc khủng hoảng Crimea là dần dần lấn chiếm miền Đông của Ukraine. Trước tiên là xúi giục họ độc lập cho miền Đông Ukraine. Sau đó, khiến nước này gia nhập vào Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý, để Nga có được đường bờ biển thuộc sở hữu của Ukraine. Phần còn lại thuộc Tây Ukraine sẽ có giá trị chiến lược bị sụt giảm đáng kể. Thậm chí, nếu nước này có gia nhập NATO thì cũng khó có thể gây sóng gió quá lớn cho Nga. Do đó, kể từ năm 2014, Nga đã cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine, giúp họ có khả năng chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Ukraine và khiến họ gần như độc lập. Và Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên để cho âm mưu của Nga thành công. Do vậy, Hoa Kỳ cũng đã tài trợ rất nhiều cho các phe phái thân châu Âu và của Ukraine để tiếp tục thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO. Chỉ là kế hoạch của Hoa Kỳ vẫn diễn ra chưa đầy 2 năm trước khi Trump lên nắm quyền. Sau khi Trump nhậm chức, ông đã bãi bỏ hầu hết các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cắt các quỹ viện trợ cho Ukraine và khiến quá trình gia nhập NATO của Ukraine bị đình trệ trong 4 năm. Nhưng sau khi Biden nhậm chức, Mỹ lại tiếp tục chiến lược ngoại giao truyền thống. Các nhà ngoại giao của Mỹ đã đem tới rất nhiều đô la để vận động hành lang các chính trị Ukraine và các nước EU thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO. Mỹ cũng đã tăng cường cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine. Trong nửa cuối năm nay, tức là năm 2021, các điều kiện để Ukraine gia nhập NATO thì ngày càng trở nên chín muồi. Và tất nhiên, EU thì cũng sẽ không ngồi yên. Trên thực tế, sau cuộc khủng hoảng Crimea thì bà Merkel đã chống lại mọi sự phản đối để cùng Nga xây dựng dòng chảy phương Bắc 2, tức là Nord Stream 2, cố gắng qua mặt Ukraine để đối thoại với Nga. Tuy nhiên, nội bộ EU thì đã chia 5 xẻ 7. Ba Lan và Lithuania thì liên tục gây cản trở cho Đức, nhiều lần bỏ phiếu phản đối hợp tác EU-Nga. Pháp và Ý thì cũng mưu đồ mượn tay Nga để đánh Đức. Một mình Đức không thể giải quyết vấn đề Ukraine. Trên thực tế,
Merkel có thể coi là một chính trị gia của toàn EU. Bà ấy có thể vượt lên trên các mối hận thù trong lịch sử và các xung đột của địa chính trị để cân nhắc vấn đề theo hướng có lợi cho toàn bộ châu Âu, thay vì nguyện làm chư hầu của Mỹ và bị kiểm soát bởi các thế lực khác trong các chính sách đối ngoại về kinh tế. Nhưng thật không may, bà Merkel đã kết thúc nhiệm kỳ 16 năm của mình vào cuối năm nay và tân thủ tướng là Scholz dường như không có kế thừa đầy đủ thái độ lý trí và thực dụng cũng như là tác phong làm việc của bà Merkel. Ngay sau khi lên chức thì đã hoãn phê duyệt dự án dòng chảy phương Bắc 2, thà để người dân Đức đóng băng còn hơn là dùng hệ thống sưởi của Nga. Cũng không biết liệu tân thủ tướng Đức có thật sự tin vào lý thuyết, ý thức hệ và đặt quốc gia lên trên sở thích cá nhân của mình hay không. Trong bối cảnh Ukraine nhất quyết gia nhập NATO, Nga hoàn toàn không thể ngồi yên. Theo tính cách của Putin, nếu không thể tránh khỏi chiến tranh thì cách duy nhất là tấn công trước. Và kết quả là biên giới Ukraine-Nga đã trở nên hỗn loạn trong nửa cuối năm nay, với số lượng lớn binh lính ở triển khai ở cả hai bên. Nhưng Nga cũng đang kiềm chế vì họ không muốn bắn phát súng đầu tiên và bị buộc tội gây chiến sau lưng. Việc Nga triển khai quân nhiều hơn là một lời cảnh báo đối với NATO. Một khi Ukraine gia nhập NATO thì đồng nghĩa với chiến tranh nhằm ngăn NATO rút lui. Nhưng vấn đề là Mỹ không sợ hành động của Nga. Thực tế là một khi Ukraine và Nga gây chiến thì châu Âu sẽ bị thiệt hại. Mỹ sẽ không chịu một quả đạn nào và một lượng lớn tư bản thì sẽ chảy ngược trở lại vào túi Hoa Kỳ. Vì vậy, Hoa Kỳ có thể tận dụng cơ hội để thu hoạch của cả châu Âu. Do đó, đứng trên quan điểm của Mỹ thì Mỹ mong Nga động thủ và mình là ngương đắc lợi. Do đó, về lâu dài thì giải pháp cuối cùng cho vấn đề Ukraine có thể là chia cắt đất nước. Đông Ukraine thì gia nhập Nga, Tây Ukraine thì gia nhập NATO và châu Âu thì quay trở lại cuộc đối đầu giữa châu Âu và Nga ở trong chiến tranh lạnh. Ngay cả khi Ukraine và Nga không xảy ra chiến tranh vào năm tới thì vấn đề Ukraine sẽ khó có thể giải quyết được một cách hòa bình. Và tốt nhất là vấn đề đó cho tương lai. Dưới đây là một cái nhìn về những gì xảy ra nếu Ukraine xảy ra chiến tranh. Phần này thì chắc là tôi sẽ không cần phải nói nữa đúng không ạ? Đó. Phần này tôi sẽ để cái phần 2 nếu các bác nào mà comment để mà muốn nói chuyện. Nhưng mà Ukraine đã xảy ra chiến tranh và những cái phân tích ở đây báo cáo với các bác là rất chuẩn. Đó. Là rất chuẩn. Và các bác có thể thấy rằng là ở dưới đây tấn công từ phía nào, Belarus và Nga đang ở như thế nào, rồi vân vân, các cuộc bắc phạt và các vùng đệm chiến lược và lý do châu Âu. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng là kẻ đạo đức giả là ai, đúng không ạ, chọc máy là ai. Và tốt nhất là có thể nói rằng là Hoa Kỳ, wow, không còn gì để nói nữa. Các bác nghĩ gì các bác hãy bình luận nha. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.